Xin chào cả nhà thân yêu, hôm nay thì Gốm Nhật Tổ Kỳ lại tiếp tục gửi tới anh chị sưu tầm một bộ trà rất đặc biệt của Nhật Bản. Đây là một bộ trà thuộc dòng gốm sứ Somaizaki. Mà khi nói đến dòng Somaizaki thì chắc chắn chúng ta sẽ lại được gợi nhớ đến đó là hình ảnh con ngựa đang phi nước đại. Và tiếp theo là cái chất sứ bóng rất là đặc trưng của dòng Soma, men rạ, rồi xanh ngả về màu ngọc nhé cả nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến ngay cấu trúc của bộ này, sẽ gồm có một ấm trà và 5 chung trà. Chiếc ấm trà thì sẽ có tay cầm ngang rất là đặc biệt. Và ấm trà này thì bộ trà này luôn nhé cả nhà, thì sẽ là hoa văn họa tiết là hai lớp cả nhà. Với hoa văn họa tiết ở phía bên dưới là độ hỏa biến và phía bên trên là men rạ nha. Đây một chiếc ấm rất là đặc biệt với cái phần vòi và tay cầm ngang. Đây cả nhà có thể cùng Gốm Nhật Tổ Kỳ chiêm ngưỡng phần vẽ vàng ở trên phần nắp này. Hoa văn họa tiết trái tim có lỗ thoát hơi ở bên trong lòng ấm nha, triện ký ở phía dưới nắp đậy của chiếc ấm này. Và tiếp theo không thể thiếu đó chính là lọc gốm của chiếc ấm trà này. Phần viền vàng, tay cầm vàng, vòi cũng vàng luôn nhé cả nhà. Đây phía bên dưới của chiếc ấm hai lớp nha. Dung tích của chiếc ấm này thì em áo chừng đâu đó tầm khoảng chừng 250ml, 300ml nhé cả nhà. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có là 5 ly trà có viền vàng và ngựa vàng ở bên trong lòng nha, cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt đây là những chiếc ly hai lớp với hỏa biến bên dưới và phía bên trên thì sẽ là men rạ nha. Bên dưới thì triện ký đầy đủ cả nhà, triện ký của dòng Soma. Đây cả nhà có thể chiêm ngưỡng một chút xíu về cái chất men cũng như là cái độ rạ, độ bóng rất là đã của những chiếc chung trà này cả nhà. Và nếu như anh chị dùng trà nóng thì khi mà mình cầm những chiếc ly này thì chắc chắn là sẽ không bị nóng tay, bởi vì đây là những chiếc ấm trà, chiếc chung trà hai lớp nha cả nhà. Đây, em sẽ để lại vị trí trung tâm và mời cả nhà thân yêu chúng ta cùng nhìn ngắm lại bộ trà Somaizaki sưu tầm đặc biệt này. Và nếu như anh chị có nhà ý muốn cùng Gốm Nhật Tổ Kỳ sưu tầm giao lưu thì anh chị có thể giao lưu qua Zalo của em nha, 0901112334. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Và một lần nữa thì cho Gốm Nhật Tổ Kỳ xin được hẹn gặp lại cả nhà trong những món đồ sưu tầm tiếp theo của Gốm Nhật Tổ Kỳ.